Lên đi con. Dạ con thưa cha và cộng đoàn, con là Lucia Bùi Thị Lan, con ở Đắk Tàu ạ. Con thuộc giáo phận Hải Phòng ạ. Rồi còn con. Dạ con là Vũ Văn Huy, thưa dâu Vũ Văn Huy, chồng của Lucia Bùi Thị Lan cũng ở giáo xứ Đông Côn giáo phận Hải Phòng vào. Rồi vợ chồng chúng con được ơn gì của Chúa? Dạ kính thưa cha và cộng đoàn, nói chung thì nếu mà để vợ chồng con được nhiều ơn thì rất nhiều thưa cha, nhưng con xin kể mà những cái ơn chính như này cha. Thứ nhất là con lấy vợ con là năm 2005, thì là lấy vợ thì đến lúc có bầu thì là vợ con được 7 tháng thì sinh non thì là lúc đó thì là nói chung thưa cha là lúc bắt đầu là đau bụng thì là đi vào trong xã để nhập viện ấy thưa cha, thì là trong túi con chẳng có một đồng nào thưa cha, vì mới cưới nhau mà ở cái đất nông nghiệp thì là kinh tế không có. Thế khi đi đến là vào trong trạm xá thì các bác sĩ bảo là tình hình rất gấp vì nó hở, nó cũng gọi là mở đấy, mà từ cung cái gì thì con chưa nắm bắt, nhưng mà con nghĩa là tôi để vợ con nói, mà không nắm bắt thì vợ con nói vợ con sao nó chạm không có nắm rồi con nói sao. Dạ năm 2006 ấy, con có sửa đứa con đầu tiên của con là con bị sinh non là 7 tháng. Thế khi con đi vào trong trạm xá con khám, người ta bảo phải cho đi ngay, không thì ở đây không được, không giữ được con. Thế là khi con đi lên huyện ấy, thì người ta mới chuyển con ngay ra cái trung tâm của thành phố, một cái bệnh viện lớn. Thế người ta mới cho con vào phòng cấp cứu. Thì cấp cứu thì lúc đấy con cũng rất chi là mệt mà đau, con chả biết làm sao cả. Con chỉ biết là kêu là lạy Chúa, con xin dâng mạng sống con cho Chúa, xin Chúa gìn giữ con. Thế là cuối cùng là người ta tiêm thuốc cho con ấy, tiêm thuốc cho con là từ con sinh thôi, mà con là rất là nhỏ, chỉ được có cân 8 thôi. Thế đến khi sinh xong thì con nó nhỏ quá đấy, nó không thở được đâu, người ta cho dùng oxy. Cái ngực của tim con nó phải dơ một phân, và phải một ngón tay, gần một đốt ngón tay này, rất là cao. Cho nên là con cũng chỉ biết cầu nguyện là xin Chúa mà nhận lời cầu nguyện của con, mà cho con và chồng con được bình an thôi. Còn ơn thứ hai nữa là Hallelujah. Rồi bây giờ con được con khỏe chưa? Dạ bây giờ con khỏe mạnh rồi, mà năm nay là học lớp 6 rồi ạ, rất là khỏe rồi. Dạ hơn 40 kg chưa ạ? Rồi hơn 40 kg, 1.8 kg giờ lên tới hơn 40 kg. Rồi ơn thứ hai. Ơn thứ hai là con thưa cha là trước khi vợ chồng con chưa kết hôn và sau kết hôn là hai vợ chồng con đều ở trong ca đoàn từ bé đến bây giờ, và đến bây giờ hiện tại bây giờ chồng con cũng tham gia ca đoàn và phục vụ nhà Chúa, là đánh đàn cho nhà Chúa mà đi giúp tất cả các họ, và hai vợ chồng con đều phục vụ trong nhà Chúa hàng tháng hàng ngày, là hai vợ chồng con đều đi học hát và chồng con là đi giúp họ các họ để dạy hát các họ. Con đánh đàn gì? Dạ con đánh đàn như thật sự gọi là một đàn cha mới mua con cũng quên rồi. Là đàn 2 tầng như thế này. Đàn 2 tầng, ọc 2 tầng. Rồi, đó là ơn thứ hai. Còn ơn xong chúng con biết giáo điểm tin mừng. Hôm nay hai vợ chồng con đến đây để làm chứng. Dạ, giáo điểm tin mừng thì là con cũng biết lâu rồi thưa cha. Thế nhưng dịp vừa rồi thì là cũng là dịp thuận tiện. Thằng cậu ở cùng giáo xứ con là nó bỏ em đi vào trong đây, thì anh chị cũng ốm đau, thì anh chị có vào giáo điểm tin mừng để cầu nguyện không? Thế là vợ chồng con cũng sắp xếp đi với cậu đó vào trong đây để cầu nguyện, nhờ giáo điểm tin mừng, nhờ cha và nhờ cộng đoàn cầu nguyện cho đại gia đình con và gia đình con được mạnh khỏe và hạnh phúc. Rồi con vào giáo điểm tin mừng thì cũng đã được ơn gì, con nói cho mọi người nghe. Dạ thưa cha, cách đây một năm là con bị viêm thanh quản, bị thanh quản này, bị viêm họng, viêm amidan mãn tính. Thanh quản là con là nó bị chèn hết cái cổ họng của con, bác sĩ bảo là phải phẫu thuật. Thế năm ngoái con phẫu thuật xong, khi bác sĩ vào phẫu thuật xong thì phải kiêng nói một tháng, nhưng mà con bởi vì yêu thích thánh ca nên là con phải đi làm công việc, con phải quản lý 38 của 40 người, cho nên con phải hay nói, con không kiêng được, con chỉ kiêng được có 10 ngày thôi. Thế cho nên là về ngày nào tiếng cõng nước hàm mà con mệt, con không làm được, con toàn đau đầu thôi. Thế đến tháng tới vừa rồi thì hai vợ chồng con quyết định đi vào chỗ cha. Từ hôm con vào chỗ cha thì đến hôm nay bây giờ là 6 ngày mà con ngày nào con nên đặt tay cha 2 lần ạ. Chưa thôi, thả nào tôi thấy cứ lâu là phải. Bởi vì lòng tham con người con nên đặt tay 2 lần ạ.
hai ngày đầu con lên đập tay cha thì con không biết là nước mắt ở đâu, con cứ tràn trề hết ra. Chắc là con nghĩ là chắc là Chúa nhận lời con mà chữa bệnh cho con. Đến bây giờ, đến ngày hôm nay là từ hôm con vào, ngày nào con hát cũng rất là cao, hát rất là nhiều, đọc rất nhiều kinh. Mà đến bây giờ tiếng con cũng vẫn không cảm, cũng không làm sao cả. Cha. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho vợ chồng chúng con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là tặng cho con cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi con còn lại đây đến ngày thứ năm 31 không? Dạ có ạ, con đến thứ sáu con mới đi ạ. Rồi từ hôm nay đến ngày thứ năm 31 hai vợ chồng phải ra cái ngồi hát ca đoàn, thấy chưa? Rồi và ngày 31 tháng 5 là ngày dâng hoa kính đức mẹ, hai đứa phải vô đó ngồi nha và hát để mà dâng hoa kính đức mẹ trong ngày 31 tháng 5. 2 giờ đặt tay cầu nguyện, 4 giờ dâng hoa và 5 giờ thánh lễ. Nào, hai đứa dắt tay nhau lại bên chỗ các đoàn ngồi hát mộc. Hallelujah. Rồi, mời ba mẹ con lên.